Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái cách làm máng che mưa kết hợp với cái máng khí mũ cho cái phương pháp áp khí khoan lấy mũ, sử dụng cái nắp chụp như thế này. Thì cái nắp chụp này sử dụng chung với cái mũ sắt, nắp chụp loại lớn thì sử dụng chung với mũ sắt. Thì mình có thể là mình làm cái máng khí mũ thì mình khoan mình bỏ đi, mũ nó sẽ chảy vào ở trong đây và nó chảy xuống cái mũ sắt và sau đó nó chảy xuống cái tô của mình. Thì cái thao tác mà mình che mưa cũng rất là đơn giản, và thao tác mình chút mũ thì chỉ cần mình lật cái này, mình buộc sợi dây đây nó rớt xuống đây và mình chút mũ rất là dễ đó. Thì là cái phương pháp này nó là như vậy. Thì bạn sẽ chuẩn bị là một cái máng chữ C, một cái tấm máng Meyer hoặc là tên là Beer. Thì cái lượng mưa mà nó tạt vô trong cái phần da cây như đây thì nó không đáng kể, thì mình cũng không có bị mất mũ. Nghĩa là khi mà trời mưa thì cũng có một phần nước mưa tạt vô đây, nhưng mà được cái là mình sẽ không có bị là mất mũ. Thì đây là cái cách thức làm. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cái cách mà để làm giống như cái mô hình như thế này. Các vật liệu bạn cần đó là bao gồm ba cái, một là cái tấm cái máng chữ C, và một cái là tấm máng Beer, và một cái là cái nắp cộng thêm một cái dây để cột kiềng, cột cái nắp vô trong cái kiềng. Thì đầu tiên mình sẽ làm sạch cái vùng da, làm sạch cái vùng da mà mình gắn những cái máng Beer như thế này đó, làm sạch cái vùng da. Thì cái khoảng cách ở trong thì tầm khoảng một gang tay, từ cái máng mũ đến cái mặt che của cái bèo che mưa thì cách một khoảng một gang tay. Còn cái phạm vi của cái từ cái mặt của mình lấy mũ thì tầm khoảng hơn một gang tay một chút như thế này đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm. Đầu tiên là tiếp theo là mình làm một con lươn. Mình lại làm một con lươn xuống dưới đây để nó ngăn nước mưa chảy lan vào trong. Và sau đó mình làm thêm một cái máng, một cái chiếc kẹo ở đây để mình gắn cái máng cái mũ mình xuống. Và tiếp theo là mình sẽ tiến hành cái bèo chim mưa. Thì mình thấy cho nó nằm xa ra ngoài con lươn. Tiếp theo là mình sẽ đóng cái mũ sắt của mình nằm ở dưới cái chỗ máng Meyer cần lấy mũ. Sau đó mình sẽ cột cái nắp vào ở phía bên. Nếu mình thuận phía mình chút mũ mình thuận mình cầm phía tay phải á, thì mình cột cái nắp về phía bên tay trái của cái kiềng. Đó, như vậy là mình có thể là xong cái hoàn tất cái làm cái
che mưa, dùng cái hướng mũi bằng cái tấm máng mây ơi. Thì mình đóng nắp chóp ở đây và mình khoan trong cái vùng da như thế này là có khả năng là được hết mùa mưa, thì sau đó mình dời ra ngoài và năm sau mình có thể tiếp tục và sử dụng ở trong đây. Nên khi mình thiết lập này mình xài có thể được 2-3 năm, để sau qua năm thứ hai mình lại dời lên đây, qua năm thứ 2-3 mình lại dời lên đây. Thì cái thao tác che mưa của này cũng rất là đơn giản, mình khoan xong rồi đó mình úp che mưa, còn che xong thì mình bỏ xuống đây, nhà xong. Xin chào mọi người.